Cũng giống như bất kỳ ông bố bà mẹ nào luôn dành cho con những gì tốt đẹp nhất, chị Lan Chi đã đầu tư cho con gái học ca hát và catwalk từ nhỏ, để con được vui, khỏe và dạn dĩ hơn. Thế nhưng chị cũng không ngờ đứa con gái 13 tuổi lại có thể sớm đạt được nhiều thành tựu, không uổng công chị đã luôn đồng hành trên mọi nẻo đường cùng con. Theo con đi thi thì thật sự thì mẹ phải bỏ hết cả công việc ở cơ quan. Không chỉ là đi thi không thôi, thì trước đó nào là phải đi tập luyện rồi đi nhiều thứ lắm. Nó cũng nói là 13 tuổi nhưng thật sự nó cũng còn rất là con nít. Đó, cho nên là nó cũng không dám quyết định một cái vấn đề gì hết. 13 tuổi sở hữu chiều cao khủng, cùng vốn tiếng Anh lưu loát, Lan Vy không chỉ đoạt được giải cao nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Nhí 2018, mà em còn ẵm luôn hai giải phụ, thí sinh diện trang phục đầm dạ hội đẹp nhất và thí sinh được yêu thích nhất trên mạng xã hội. Trong quá trình Vy đi thi thì kỷ niệm đáng nhớ nhất của Vy là tất nhiên là vào đêm đăng quang, và tất nhiên là cũng là được làm quen với các bạn bè quốc tế, rất là được học hỏi ở các bạn rất nhiều vì các bạn rất là tài năng. Và Vy rất là tự hào khi được mặc áo dài ra với đấu trường quốc tế, được bạn bè khen ngợi, mọi người rất là yêu thích. Thi đi học hỏi, thành thử là thi xong về là con vẫn quay vào trường, con vẫn đi học, con vẫn bình thường như các bạn khác. Và chỉ khi nào là ví dụ như là mẹ thấy cái chương trình đó nó có mang một ý nghĩa gì đó tốt thì mình nên tham gia. Chặng đường phía trước còn dài, hình ảnh của bé Lan Vy cùng những thành công mới của em vẫn còn tiếp diễn. Sau ngôi vị danh giá được biết, em sẽ tiếp tục có mặt ở cuộc thi Công chúa Hoàng tử Thế giới với tư cách là một giám khảo.